Thưa sư, con ở ngoài Bắc thỉnh thoảng có những người bạn họ nhờ con đánh máy và in nhiều bản để truyền nhau những bài sám hối hồi hướng cho oan gia trái chủ, nghi thức lễ lạy năng lượng gốc trống đồng. Con thấy những bài này có nội dung không đúng với giáo lý Đức Phật đã dạy mà con đã được học qua các bài giảng của sư, nhưng vì lễ nên con đã làm giúp họ. Tuy vậy con vẫn phân vân, con giúp họ phát tán những nội dung đó thì con có đang gieo nhân tà kiến cho chính mình ở đời sau kiếp khác không ạ? Con mong sư giảng dạy. Thưa quý vị, ở trong kinh Giáo Thọ Tika La Việt, Đức Thế Tôn nói có bốn cái pháp thiên vị mà chúng sanh đi địa ngục. Chúng sanh đi địa ngục. Một là thiên vị vì thương, tức là do mình ái mộ người đó, mình thương người đó, thì cho nên là mình thiên vị. Cái thứ hai á là thiên vị vì ghét, tức là do mình ghét người đó, cho nên là mình thiên vị. Cái thứ ba đó là thiên vị vì ngu dốt, vì si mê. Tức là mình thiếu hiểu biết, mình không biết cái gì hết, cho nên là mình thiên vị. Và cái thứ tư là thiên vị vì sợ, tức là do mình ngại, mình nể, mình sợ, cho nên mình thiên vị. Cái thiên vị ở đây tức là thay vì mình làm đúng theo pháp thì mình không làm theo pháp, mà mình lại cư xử theo cái pháp thiên vị. Thì rơi vào bốn cái thiên vị này là chúng sanh đi địa ngục. Rồi lại cái thứ hai á, là trong tăng chi là có ba cái pháp hành. Thứ nhất là cái pháp hành là lấy người làm trọng, tức là mình không cần biết mình nghĩ như thế nào, không cần biết pháp đúng sai ra sao, nhưng mà người khác muốn làm sao thì mình làm vậy, tức là cái pháp gọi là lấy người làm trọng. Cái thứ hai á, là cái pháp là lấy mình làm, tức là mình không cần biết thiên hạ nói cái gì, mình không cần biết pháp nói ra làm sao, mình chỉ cần biết mình thích là mình làm. Thì đó là cái kiểu lấy mình làm trọng. Hai cái kiểu này á, thì đa phần chúng sanh đi xuống nhiều hơn đi lên nha. Tại vì đa phần là mình thích, là mình thích cái tầm bậy không à, mà người khác thích thì người khác cũng thích cái tầm bậy không à. Và cái thứ ba đó mà mới là cái gọi là lấy pháp làm, tức là mình không cần biết người khác nghĩ cái gì, mình cũng không cần biết mình thích cái gì, nhưng pháp đúng thì mình làm. Mình xin thưa là cái đời sống tu của sư thì cũng nhiều vụ sư lấy pháp làm trọng, cho nên là cũng đụng chạm nhiều thứ, nhưng mà ơn gọi là ơn phước là được nhiều vị trưởng lão đỡ cho nhiều vụ lắm. Nói thiệt đỡ sư nhiều vụ lắm. Chứ cái kiểu mà lấy pháp làm trọng của sư là có khi sư không sống không có yên ổn với một số người đâu. Đó, nói như vậy để cho quý vị thấy là cái chuyện mà mình sống lấy pháp làm trọng vốn dĩ nó không phải là chuyện dễ, nhưng mà cái chuyện đi lên thì xưa giờ nó có bao giờ dễ đâu. Cái chuyện mà mình sống đúng pháp chưa bao giờ là dễ, thì không bao giờ nói chuyện sống đúng pháp là dễ. Cho nên là cái chuyện mà quý vị gieo nhân tà kiến thì đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Mình phát tán những cái tài liệu mà gieo rắc tà kiến cho người khác, mình hỗ trợ một tay thì mình cộng nghiệp chung với người ta. Còn cái chuyện quý vị nể nang thì nghe trở lại hai vấn đề sư vừa mới nêu. Thì cũng vì nể nhau mà mình đi xuống địa ngục, cũng vì nể nhau mà mình đi xuống khổ cảnh. Tôi không biết là bây giờ nếu như người ta tặng quý vị chai thuốc rầy mà người ta nói thôi cái này uống đi, quý vị có nể họ mà quý vị uống không thì tôi không biết nha. Tự hỏi lại mình đó, nếu người ta tặng mình cái chai thuốc rầy á, người ta nói là mình uống đi, thì mình quý vị có nể để mà uống hay không? Tại vì chai thuốc rầy thì giỏi lắm là mình đau khổ gần chết hoặc là mình chết thôi, chứ mình không có đi địa ngục được vì cái chai thuốc rầy đó đâu.
Nhưng mà cái chuyện mà mình phụ người ta mà ấn tống ba cái thứ tầm bậy tầm bạ là mình đi địa ngục miệt mài. Thành ra nghĩ cho kỹ rồi tự quý vị quyết định ha. À, dạ, mời Đại Đức Tuệ Tường có suy nghĩ gì về vấn đề này. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị. Thì ở đây qua câu hỏi này thì sư biết rõ là cái vị này có nhận thức rõ nha. Tôi nghĩ là cái vị hỏi câu hỏi này nè, mình có nhận thức rõ cái hành động của mình làm và có nhận thức rõ cái việc sai trái của người khác làm. Để chính xác là như vậy. Thì biết rõ chứ là chứ không phải là không biết. Đó, để sư hiểu là gì đó. Tuy vậy, tại vì có đây chữ tuy vậy là con vẫn phân vân, con giúp họ phát tán nội dung đó thì đang dân nhân tà kiến đó, cho nên là khi nhấn mạnh lên vấn đề đây, tại vì khi quý vị, những vị khác xem lỡ thì lỡ, nhiều khi đọc nó thoáng qua không nghe rõ lại nói xong sư tự tường em sư hành thầy nói có vẻ nghe nặng như đó, đây là nhận thức rõ. Thưa quý vị, khi mà nói về vấn đề mà tà kiến á, chắc sư hành tại nói chắc số lượng cũng nhiều hơn sư, mà sư nhấn mạnh quý vị ở trên live cũng rất là nhiều. Khi mà nói về tà kiến là có tổng cộng 62 loại tà kiến, được chia làm hai nhóm chính, đó là thường kiến và độc kiến. Sư chỉ ví dụ cho cái vị này trường hợp mà gọi là xui rủi nhất nha, sử dụng từ là gọi là xui rủi nhất đi. Thí dụ những cái đối tượng mà khiến cho vị này nể nè, khiến cho vị này nể, giúp họ phát tán những nội dung tà kiến đó, nhưng mà mở ngoặc nữa, tà kiến cố định. Tà kiến cố định này sư cũng nhắc nhiều lần đó, có nghĩa là ở trong đó, thí dụ ở trong đó nội dung là không có nhân có quả, không có thiện không có ác, không có đời này không có đời sau, chết là hết, kiếp này cứ chơi thoải mái đi, có cái gì cứ chơi đó, đừng có sợ gì chứ, chết là hết rồi, hãy tranh thủ mà thích gì cứ làm theo bản năng mình đi, sống như bản năng như những con thú vậy. Ví dụ trong tài liệu nó có như vậy, thì đó là nếu mà như vậy thì rơi vào tà kiến cố định. Thế này mặc dù sư nhắc rất là nhiều lần rồi, nhưng mà sư nhắc lần nữa, nếu mà may rủi mà những cái tài liệu này nè, những tài liệu này rơi vào tà kiến cố định, thì xin thưa quý vị kết quả là sao? Kết quả là những cái người phát tán này nè, và thậm chí những cái người mà có trợ giúp này nè, đặc biệt cái trợ giúp nha, có khả năng thì dùng chữ khả năng thôi nha, đó là cái việc luân hồi của mình nó miên man, nó không xác định. Nếu mà người trực tiếp làm, theo sinh người trực tiếp làm nha, trực tiếp làm cái việc mà gieo rắc tà kiến cố định, là chắc chắn là cái đường sinh tử luân hồi là trầm luân rồi đó, miên man không có xác định nữa. Khi đã suy ra ví dụ của đó là quý vị biết khi mình trợ giúp mình biết rõ mình đang mình còn chưa giúp nó cái mức độ nó nguy hiểm là đó, là nếu mà xui rủi vô tà kiến, cái tà kiến gọi là tà kiến cố định, mà ngay cả việc thường kiến vậy thưa quý vị, cái thường kiến đó, nó cũng khiến cho mình đó, trong sinh tử luân hồi mình nó miên man này nọ, không phải đơn giản đâu. Cho nên là sư nghĩ một điều này nè, giống như để hành tại có ví dụ cái vấn đề mà nó cái chai thuốc rầy đó, thật sự rất thực tế, có nghĩa là đôi khi ví dụ đôi khi có thể khó nghe thưa quý vị, khó nghe, nhưng mà nếu mình nghe được, mình thấm, mình hiểu được vấn đề. Bây giờ tại sao mà Đức Thanh Tuệ lại dùng cái ví dụ đó, nó khá là ấn tượng như vậy. Bây trước khi kết thúc câu trả lời này, một nữa sư nhắn nhủ là có thể mình á, do vô minh mình làm những cái chuyện mà tài trời trong thập thiện ác nha, xin lỗi là thập ác, xin lỗi là trong thập ác, nhưng mà sư chỉ xin một điều thôi, làm ơn chừa chừa cái tà kiến cố định ra, tà kiến cố định rất là nguy hiểm thưa quý cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Thì trước khi mà kết thúc thì sư nhắc lại một chuyện nữa là khi mà quý vị nể ai đó thì cứ tự hỏi cho mình một câu giùm sư, mình có nể họ đủ để mình uống chai thuốc rầy hay không?
cho qua câu hỏi tiếp theo.